Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân. Mới có 2:30 buổi trưa, trưa ngày 22 tháng 12, chuẩn bị đến năm mới, đến Tết và Giáng sinh nữa quý vị. Ngôi thánh đường này quý vị xem này, khuôn viên chung quanh rất là rộng lớn quý vị ạ. Khuôn viên chung quanh thân thấy trên diện tích đất lớn, chiều sâu, chiều ngang đều to hết. Chiều ngang thân nghĩ phải cả 100 mét hơn đấy quý vị ạ. Và quý vị ạ, theo lịch sử anh biết thì nhà thờ giáo sư Song Vĩnh đây thuộc về giáo sư Song Vĩnh luôn ấy. Chỉ có căn nghĩ trước đây là 2000 mấy, bây giờ cho là 4000 giáo dân thôi. Nhưng mà quý vị thấy xây một ngôi thánh đường quá to, quá hoành tráng quý vị nha. Và quý vị ạ, chỉ có mấy ngàn giáo dân như vậy thôi. Và mới được thành lập vào năm 1989 mới được chính thức lên giáo xứ thôi. Mà mọi người dân trong giáo xứ cũng như cha xứ đã xây được một đôi thánh đường như vậy quý vị ạ. Thân mời quý vị mình cùng đến tham quan chi tiết thêm nhé. Phía trước sân là đang được đặt những bức phù điêu diễn tả về sự thương khó của Chúa Kitô quý vị này. Địa chỉ thì ngôi thánh đường ở đây thì nằm tại ấp Song Vĩnh, xã Tân Thành quý vị ạ, thuộc về Bà Rịa Vũng Tàu luôn và cũng thuộc giáo hạt giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu luôn quý vị ạ. Đây các cái bức phù điêu này bằng đá hết. Giờ này thì nó hơi ngược nắng. Quý vị thấy giờ này tuy là 2:30 nhưng mà khán thấy từ ban nãy giờ cũng nhiều người vòng vèo vào đây tham quan lắm quý vị ạ. Đây quý vị mình ngồi thánh đường với khuôn viên rất là rộng. Nghe nói buổi tối đông lắm nhưng mà bởi vì khán ở xa cho nên khán xin được quay một chút quang cảnh ban ngày vậy để quý vị xem rõ các cái chi tiết của nó quý vị nhé. Khán thấy ở đây thì mọi người còn đang tiếp tục làm việc, đang tiếp tục dọn dẹp. Có lẽ như nó còn nhiều công đoạn phụ lắm bởi vì để tranh thủ đón năm mới thì còn nhiều việc phải làm quý vị nhỉ. Đây khán thấy các cái lối lên đây cũng cảm giác như hộp đá hết quý vị ạ. Các cái lối lên quý vị này, hai bên luôn và cũng có răng hàng đá răng sinh rồi. Khuôn viên rất là rộng. Đây quý vị ạ, đây là hang đá Giáng sinh của giáo xứ này. Giáo xứ mới khánh thành, mới cung hiến cho nên còn khá nhiều việc phải làm và cũng bận rộn nhiều. Đây khán thấy ở đây là lát bằng bậc thang này, nhưng bằng đá đấy. Để lên được ngôi thánh đường thì mình phải bước lên, khán nghi tới độ cao là phải cỡ gần 4 mét đấy quý vị ạ.
giữa ngôi thánh đường là có thượng thánh cái vị này. Sân tức là quảng trường quý vị ạ, có những bức tượng phù điêu diễn tả Chúa chịu nạn, rồi bên khuôn viên nhà sứ kia là nhà sứ với ngôi thánh đường cũ quý vị ạ, có những tượng thánh nữa, có những biểu tượng nữa quý vị này, rồi bên này là khu vực nhà phục vụ mới, quý vị thấy cũng bằng đá và kiến trúc cũng hoành tráng đồ sộ lắm, một cái hành lang đi lên vậy cũng lớn lắm quý vị này, rất là lớn luôn. Nên mời quý vị quan sát mặt trước của ngôi thánh đường trước quý vị nhé. To lắm quý vị này. Nói là khắp các cái bề mặt của ngôi thánh đường thì thánh đều thấy hoa văn, những hoa văn trang trí chạm trổ kín luôn các cái bề mặt quý vị ạ. Những góc cạnh góc tường thì cũng hoa văn hết. Quý vị có thể thấy đây là giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Thánh mới tham dự khánh thành ngôi thánh đường Phước Hưng. Và bây giờ quý vị thấy ngôi thánh đường Song Vĩnh quá cầu kỳ và chi tiết quý vị nhỉ. Nhìn những tất cả các cái bề mặt là lồi lõm gì, góc cạnh gì đều được trang trí hoa văn hết. Và ngôi thánh đường có chiều ngang cũng rộng lắm. Rộng và sâu quý vị ạ. Ngôi thánh đường này xây dựng trong vòng quý vị biết một cái thông số mà không thể tin được là tới 12 năm đấy quý vị ạ. Khánh mới tham dự lễ khánh thành cung hiến ở giáo xứ Phước Hưng thì chỉ trong vòng có 34 tháng, tức là chưa được 3 năm. Nhưng mà đối với thánh đường này thì để xây dựng được ngôi thánh đường này thì phải mất thời gian là 12 năm quý vị ạ. Đây quý vị thấy khuôn viên rất là rộng lớn. Toàn bộ các cái mặt ở đây là đều bằng đá hết quý vị này. Không những đá mà người ta còn chạm trổ rất là nhiều. Đây hệ thống đèn LED quý vị này. Những chiếc cột ở đây quý vị thấy được gắn đá khối và những bức phù điêu. Đây là thiên thần quý vị này. Ngôi thánh đường to lắm. Ở đây quý vị có thể thấy tiếng màu luôn này. Ở trên đây nữa những bức phù điêu suốt theo những cái dãy cột nhiều lắm quý vị ạ. Không thể diễn tả hết được các hoa văn. Không biết là thống kê các kiến trúc sư thì họ thích thống kê là bao nhiêu hoa văn quý vị ạ. Quá trời hoa văn luôn. Và cao lắm quý vị ơi. Ngôi thánh đường cao to. Đây thuộc về giáo phận Bà Rịa, là giáo phận mà được cắt ra từ giáo phận Xuân Lộc quý vị ạ. Đây quý vị thấy nhiều hoa văn lắm.
các cái cửa chính ở đây quý vị này, độc đáo lắm, đá quý vị nhé, các cái cửa chính quý vị xem này, được kiên cố và chế tác như những cái đinh vít đấy quý vị. Ô quý vị ơi, bằng tôn luôn, đây là những cái hoa văn không nghĩ là dập hay là đúc gì luôn này, bằng tôn hết đấy quý vị ơi, tôn hay đồng ấy quý vị, em xin lỗi, anh gọi là kim loại. Đây là một cửa phụ thôi quý vị này. Một bên cửa phụ quý vị. Ở trên này quý vị thấy có hai tầng kiếng cửa sổ có kiếng màu. Đây là cửa chính đây quý vị này. Cao lắm quý vị ạ. Cửa chính ở đây quý vị thấy là căn nghĩ cái bằng đồng quý vị nha. Đây quý vị thấy còn được tạo bằng những hình khối lớp bắn vít cho quý vị, bắn vít rồi bắn ốc nữa, những bức phù điêu trang trí nhiều lắm. Ngôi nhà thờ Thánh Đường đây thì được nghe nói là đầu tư hơn 100 tỷ, anh ấy cũng đúng quý vị ạ, chắc phải hơn nhiều quý vị ạ, rất là nhiều công sức và mất tới 12 năm. Hắn cũng trước giờ thời hiện đại thì hắn chưa thấy một thánh đường nào mà lâu như vậy quý vị ạ. Quý vị ạ, bên hông bên trái đây là một tượng đài Đức Mẹ cũng bằng đá hết quý vị nhá. Hắn thấy ở đây toàn bằng đá bởi vì các anh công nhân làm đá còn chưa xong, đang là đánh bóng rồi mài nhẵn quý vị ạ. Quý vị có thể xem khuôn viên này, rồi mặt hông của ngôi thánh đường này quý vị này. Mặt hông của ngôi thánh đường thì hắn thấy cũng cầu kỳ, nhiều lớp, nhiều tầng lắm quý vị ạ. Ở trên này quý vị xem này, tháp rất là cao, có thể nói giống như giáo xứ Phước Hưng ấy quý vị, ở ngoài Bà Rịa, Phước Tỉnh luôn ấy, cao to lắm quý vị. Mời quý vị đến tham quan khu vực cái mặt hông nhé. Có gì thể nào mà xem hết những cái chi tiết cũng như là nói hết về những cái chi tiết, những cái họa tiết ở trên mỗi ngôi thánh đường đây quý vị nhỉ, về độ lớn, độ rộng, hoành tráng và độ chi tiết cầu kỳ công phu thì mặt nào họ ngôi thánh đường cũng có hết quý vị nhỉ. Quý vị có thể thấy nếu mà mình nhìn ở đây thì mình tưởng tượng đây là một ở nơi nào đó ở bên châu Âu hay ở đâu đó ở Roma, ở Ý hay ở Vatican ấy quý vị nhỉ, chứ mình không nghĩ đây là nước Việt Nam quý vị ạ. Ngôi thánh đường quá cầu kỳ, mặc dù giáo xứ không có nhiều giáo dân lắm và mới được thành lập sau này thôi, khoảng cuối năm 89 thôi, mà quý vị thấy ngôi thánh đường quá cầu kỳ luôn quý vị ạ. Hắn đang ở mặt sau đấy, ở mặt sau thì khác với lại các cái nơi thánh đường khác
là ở trên họa tiết ở trên nóc thì là những chiếc cột có nhiều hoa văn tháp chuông vậy, biểu tượng Gothic vậy. Và chỉ có phía mà của gian cung thánh ở phía ngoài thì có những bức tượng như vậy quý vị này. Đây là tượng Đức Mẹ với lại Thánh Giuse các quý vị ạ. Thân thấy có Đức Mẹ rồi, và ở trên thì kiến trúc chóp nhọn theo kiểu Gothic quý vị nhỉ, của châu Âu ấy, quý vị. Đấy, quý vị thấy là những chiếc cột nhiều hoa văn cầu kỳ. Đấy, quý vị thấy một ngôi thánh đường ngay tại Việt Nam, chính xác hơn là ngay tại Bà Rịa đây. Trước đây cũng thuộc về giáo phận Xuân Lộc mình thôi, nhưng mà quá cầu kỳ về độ trang trí, chi tiết, công sức và cái sự hoành tráng to lớn quý vị ạ. Đây là mặt hông đấy quý vị ạ. Mặt hông thì được thiết kế có hai cửa lên thôi, không có nhiều như Phước Hưng, nhưng mà cái cửa lên đó nó có cái gì đó hay lắm. Thế mà quý vị mình tiếp tục nhé, coi một tí mặt hông này nữa quý vị này. Để làm một ngôi thánh đường lớn như vậy với lượng giáo dân không nhiều thì quý vị thấy rất là thiếu thốn về nhân lực, vật lực và sự vất vả quý vị nhỉ. Sự huy động toàn của dân, của giáo xứ và các nơi nữa. Cửa lên ở đây là cái nghĩ là gần nhà cung thánh nhất thì chỉ có một cầu thang thôi quý vị ạ. Nhưng mà cửa lên bên này thì khán thấy có cầu thang lên và có lẽ là cầu thang xuống. Quý vị thấy những cái họa tiết lồi lõm của công trình này, góc cạnh rồi kiếng màu rồi nhiều tầng quý vị thấy này. Ở đây phía này mình nhìn thấy là 2-3 tầng rồi, bên này còn lôi ra một tầng nữa giống như tháp chuông ấy. Cửa lên thì được có mái che quý vị ạ, gọi là ban công luôn. Đây mình lên toàn bộ bằng đá hết, và tới hiện nay thì khán thấy vẫn còn đang tiếp tục bo thêm, tô điểm thêm, trau chuốt thêm quý vị ạ. Đặc biệt là những cánh cửa ở đây khác với những nơi khác, ngay cả khu vực Phước Hưng cũng ở Bà Rịa đây thì khán thấy cửa ở đây bằng cửa bằng kim loại quý vị ạ. Khán nghĩ là bằng đồng ấy quý vị ạ. Đây hai cánh cửa hông quý vị ạ. Mái vòn quý vị này. Đấy ban công quý vị này. Ồ quý vị thấy cũng được chia ra nhiều bậc, nhiều hấp. Ở đây trên trần cao này nhìn xuống thì mình đã có độ cao tới khoảng gần 4 mét rồi quý vị ạ. Ngôi thánh đường quá cầu kỳ, chi tiết và đẹp. Quý vị thấy một cái cột đơn giản thôi, như vậy thôi, đã có mấy lớp lồi lõm rồi này, bằng đá quý vị ạ. Chưa nói những cái cột mà quý vị thấy nó có những cái chóp nhọn, những hoa văn nhọn nữa.
Quý vị ạ, còn đây nhìn vô thì mình sẽ thấy đây là hông bên phải của ngôi thánh đường quý vị này. Giờ này thì hơn 3 giờ rồi và bên này thì mát hơn. Nhưng mà khán nghĩ là trang trí hoa văn họa tiết cũng giống như bên kia quý vị ạ. Nhưng mà đặc biệt hông bên phải này còn dần để xây dựng một ngôi nhà giáo lý cũng không kém gì ngôi nhà thờ về sự trang trí quý vị ạ. Ngôi nhà giáo lý hay còn gọi là nhà phục vụ. Quý vị thấy này. Ồ, ở đây thì khán thấy còn có thêm cũng bằng đó cánh cửa quý vị này. Nhưng mà cầu kỳ đẹp lắm. Trang trí quá nhiều hoa văn họa tiết luôn. Quý vị xem độ rộng lớn của ngôi giáo đường. Quá to luôn quý vị nhỉ. Toàn bộ bằng đá, trừ nền gạch đây cũng đang bằng đá đấy quý vị này. Đây là khu vực nhà giáo lý này. Buổi chiều tối thì có thể có điện sáng hơn, có thể đẹp hơn quý vị ạ. Nhưng mà thôi thì vì mình xa xôi thôi, mình cứ vào đây mình xem tham quan ngôi thánh đường quý vị nha. Đây mình xem ngôi thánh đường như thế nào. Kiến trúc của Phước Hưng, giáo sư Phước Hưng hay Gia Vai hay là khác hẳn với các kiến trúc ở ngoài Bắc, thì nghe nói các xà cờ bằng gỗ, ở đây là bằng đá quý vị ạ. Đây là dàn đèn đang được thiết kế quý vị này. Quá đẹp luôn quý vị này. Thiết kế ở đây thì có trên này cũng phía cuối nhà thờ đối diện với anh cung khánh là một cái gác đàn quý vị ạ. Gác đàn là bởi vì thường người ta dùng để làm nơi ca đàn ngồi hát lễ. Quý vị thấy này, ở trên thì có hai tầng cửa sổ và có các cái bức phù điêu ở mỗi tầng giữa. Đây quý vị này, có những bức phù điêu các thánh quý vị ạ. Rồi quý vị thấy hoa văn này. Rồi những cái cửa dưới thì lại có tượng 14 chữ thánh khó của Chúa này. Rồi các cái kiếng màu quý vị này. Các cái cột đá ở đây thì thân thấy to cũng bằng cực những cái cột gỗ ở các nhà thờ Phước Hưng hay Gia Rai quý vị, là cũng phải gần cả mét đấy quý vị ạ. Đây quý vị này. Ở trên thì được thiết kế với những dàn đèn chùm. Ở trên thì được là thiết kế các cái kèo cũng xéo qua xéo lại quý vị, và những cái dàn đèn chùm. Ồ, quý vị thấy nhà thờ ở đây có thể nói là nhà thờ đá quý vị ạ, đá mà đá hiện đại hết. Quý vị thấy toàn đèn chùm thôi. Ồ, quý vị nhìn này, rất tiếc là giờ này ngôi thánh đường chưa mở điện, tí con sẽ mời quý vị khi mà có điện. Kích cỡ một dàn đèn chùm như vậy thôi là quý vị thấy chiều ngang có thể tới 2 mét rồi. Dàn đèn quý vị này, 2 mét và trên này thì có nhiều lắm. Có rất là nhiều dàn đèn như vậy. Những cái hình khối ô cửa như thiết kế vòn vòn như vậy ấy quý vị, cũng có nhiều lắm. Cũng có tổng cộng thì khán nghĩ phải cỡ gần 10 cái hay là 10 cái quý vị ạ. Và quý vị thấy trên những cái góc cạnh của những cái cột, những mái vòn thì ở trên thì có bức tượng và hoa văn chạy chỉ ở trên, ở dưới là có những tượng các thiên thần quý vị này. Quý vị thấy rất là giống châu Âu, giống kiến trúc Gothic hay là nhà thờ Đức Bà Paris hay cái gì đó quý vị nhỉ.
Nhưng mà độc đáo ở đây là hiện nay thì làm bằng đá màu thân thấy tươi sáng. Đây quý vị ạ, cửa ra vào thì không có nhiều lắm. Như vậy là Khánh có thể nói là thấy bên hông này chỉ có hai lối để lên xuống vậy thôi. Hai cửa quý vị ạ. Đây quý vị tham quan một cột này. Một cột to quý vị này. Một cột đây thì Khánh thấy cái móng cột ở dưới này ấy, quý vị, là viên đá này là 1 mét. Thì tính ra phải cỡ 1,5 mét đấy quý vị ạ. 1,4 mét, 1,5 mét rồi đấy. Đầy đá hết quý vị này. À, bên hành lang bên hông quý vị ạ, cũng được thiết kế bằng những ô mái vòn luôn quý vị ạ. Mái vòn và có 8 căn đấy quý vị ạ. Đấy quý vị thấy dọc theo đây hai bên đều là thiết kế mái vòn hết. Và có những cái cột bằng, các nhìn thấy là bằng đá quý vị. Đây quý vị này, kiếng màu này, rất là nhiều ô kiếng màu. Rồi hai bên ngôi thánh đường thì có những bức phù điêu bằng gỗ và có tượng các thánh quý vị này. Đây Khánh nghĩ là tổng lãnh thiên thần Mikael quý vị nhỉ. Rất tiếc là giờ này chưa có điện quý vị ạ. Đẹp lắm. Vậy là một ngôi thánh đường rất là đẹp. Khánh thấy mấy anh phóng viên ở nơi khác mới đến đây thì đài truyền hình đến thì bà giống bên nước ngoài quý vị ạ. Và quý vị biết là đại sư giáo xứ thì mới thành lập năm 1989. Và quý vị ơi, chỉ có 3.000 giáo dân đấy quý vị ạ. 3.000 giáo dân thôi quý vị ạ. Nguyên hệ thống mà Khánh thấy mọi người bây giờ bắt đầu lau dọn quét nhà thờ thôi là cũng đã mệt lắm rồi, bởi vì giáo xứ không phải là xứ nhiều giáo dân quý vị nhỉ. 3.000 giáo dân Khánh thấy còn ít hơn giáo xứ Trúc Lâm ở trên Tân Phú quý vị ạ. Giáo họ biệt lập trước đây tắt ra ấy. Rồi Khánh vừa giới thiệu với quý vị xem toàn cảnh về ngôi thánh đường bằng đá quý vị ạ, không phải là vừa đá vừa gỗ nữa mà toàn bộ bằng đá, nằm tại Bà Rịa Vũng Tàu, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu và nằm tại ấp Song Vĩnh luôn. Ngôi thánh đường thì có tên là Song Vĩnh và quý vị thấy là ngôi thánh đường rất là to, hoành tráng, bề thế và toàn bộ bằng đá trong ngoài, các kèo cột bằng đá nhiều lắm quý vị ạ. Khánh sẽ chờ một chút nữa coi có thể nếu mà có điện lên hay là thắp sáng ban đêm, Khánh ghi lại một chút hình để quý vị cùng xem nhé. Điện đã lên rồi, lung linh lắm diện màu quý vị nhìn này. Giờ này thì có những hột mưa nhỏ quý vị ạ,
và hôm nay là ngày thường cho nên Khánh thấy là chưa được đông lắm, nhưng mà Khánh nghe nói mọi khi thì đông nghe thấy quý vị ạ. Quý vị thấy ngồi thắng đường quá đẹp quý vị nhỉ. Quý vị ạ, vậy là giờ này là hơn 6 giờ và Khánh đang vẫn còn có mặt ở giáo xứ Song Vĩnh thuộc về ấp Phong Vĩnh và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu quý vị này. Ngồi thắng đường quá nghi nga, hoành tráng và quá đẹp quý vị nhỉ. Có thể nói đây là một trong những ngôi giáo đường đẹp nhất miền Nam mình quý vị ạ. Thắng đường toàn bằng đá và thiết kế theo phong cách của Gothic và Gothic của châu Âu. Và mình thấy và ngôi thánh đường đây thì mình cảm thấy giống như một phương trời nào đó ở bên Roma hay ở La Mã gì đó quý vị nhỉ. Khánh xin được truyền tải tới đây và Khánh xin cảm ơn tất cả quý vị luôn. Chúc quý vị có mùa Giáng sinh an lành và năm mới bình an, mạnh khỏe và mọi sự như ý. Khánh xin kết phim ạ.